phương pháp trị liệu qua cái căng tay của mình, và người ta sẽ chỉnh sửa lại. Mình nghe rất là vô lý phải không? Một người bị tà ma nhập vào mà dùng một cái loại âm thanh người ta nghe mà ta chỉnh sửa được, kể như giống hệt như mà bắt ma ra vậy đó, mà không phải, điều chỉnh lại. Tại vì cơ thể mình đã bị trục trặc cái gì đó trong hệ thống tâm lý rồi, ở bên ngoài mới có cách để mà dựa vào. Như vậy thì nói là nội tà bất khởi thì ngoại chướng bất nhập. Bây giờ mình làm cho cái tâm mình không khởi lên cái tà ấy nữa, và chỉnh sửa lại, chỉnh sửa lại nội tâm mình, thì tự nhiên bên ngoài sẽ không nhập được vào. Đây là một phương pháp. Cái đó là chúng tôi đang nói tới cái giá trị tác động của âm thanh. Còn kinh thì tác động lên ngữ nghĩa. Nên bây giờ chúng ta đọc một cái bài kinh, tại sao là chúng ta lại không có ngộ liền, đọc khóa chừng chừng luôn mà không ngộ? Mà ngày xưa Đức Phật chỉ giảng khai thị, có người đắc tới quả A-na-hàm. Quý vị, vì vậy là có bí mật ở cái âm thanh của Đức Phật và cái nghĩa của lời nói của Ngài ra. Như vậy thì chính cái bí mật của âm thanh mà Đức Phật làm tác động vào tâm của một cái chúng sanh đang u mê, khai mở, khai ngộ ra. Ví dụ như hồi xưa có một vị là chỉ cần cái miệng chai văng vô cây tre, nghe cái bốc một cái thôi, họ đã khai ngộ, mở được tâm mình. Như vậy thì cái giá trị âm thanh đã có. Như vậy thì kinh là những lời Đức Phật dạy mà chúng ta nghe nghĩa lý giác ngộ của tâm. Còn cái âm giọng Đà La Ni của Đức Phật dạy, cái bằng ngữ ngôn Đà La Ni này tác động trực tiếp vào trong tâm ta luôn. Nên ngày xưa Đức Phật chỉ nói cái câu kinh đó mà người ta ngộ liền. Bây giờ mình xem lại câu kinh đó là mình chưa ngộ, chứng tỏ là bây giờ mình chỉ nghe được cái nghĩa lý thôi. Mà cái nghĩa của cái kinh dịch qua nhiều thời đại thì nó có sẽ sai sót về mặt cấu trúc của văn tự, nên cái nghĩa càng ngày càng tối đi. Hồi xưa cái nghĩa gốc á, thì sáng liền, cái nghĩa càng ngày càng tối đi, mà lại không có tác dụng của âm thanh của chư Phật trong đó nữa. Như vậy thì cái giá trị đem lại rất là thấp, phải không? Ngày nay giá trị đem thấp, nên mình tụng đọc nhiều kinh mà mình không chứng đắc. Cái thứ hai nữa là chúng sanh phước mỏng nghiệp dày, nên mình nghiệp dày quá, nó che tâm của mình đi, mình lại không hiểu hết, không hiểu được khái niệm ở trong kinh hoàn toàn ý nghĩa. Nên từ đó chúng ta đọc tụng lại là không có cái kết quả tốt như ngày xưa Đức Phật trực tiếp giảng. Kinh tức là lời của Đức Phật giảng trực tiếp hồi xưa nè, mình ghi lại y chang nhau, không có gì thay đổi hết. Nhưng mà tại sao ngày hôm nay chúng ta lại không có giá trị? Chứng tỏ rằng là chúng ta sẽ bị thiếu một cái gì đó, trong đó có thiếu cái âm thanh của ngữ ngôn Đà La Ni. Nhưng mà may thay thì chư tổ truyền qua ở bên Tây Tạng lại có đọc chú. Tây Tạng thì cái truyền thống của Tây Tạng là truyền thống của chú thuật, truyền thống Tây Tạng đó. Nên đạo Phật là khế lý, khế cơ, tất nhiên là cái thời cơ, tất nhiên là cái thời gian đó. Thì khế vào cái thời gian đó, tâm của chúng sanh muốn gì thì sẽ truyền đạt đúng như vậy. Nhưng mà phải khế luôn cái lý. Cái lý của đạo Phật là cái lý của giải thoát giác ngộ, là cái lý của kinh điển liễu nghĩa. Như vậy thì thế khế cơ là tùy vào thời gian đó chúng sanh thích tu gì thì mình khế hợp vô đó để mình tu. Ví dụ như người ta thích tụng chú thì mình theo tụng chú. Bây giờ người ta thích niệm Phật, mình theo niệm Phật. Ta thích tụng chú đại bi, mình tụng chú đại bi. Nhưng mà cái lý không thay đổi. Ví dụ như cái lý không thay đổi là cái lý của giác ngộ giải thoát không thay đổi. Như vậy mới gọi là khế lý. Còn bây giờ chúng ta chế ra cái gì đó mà nó không mang đến giải thoát giác ngộ, vậy khế cơ thì khế nhưng mà không có khế lý. Bây giờ ví dụ như tâm của chúng sanh, bây giờ người ta muốn là hát cải lương để tu, dịch cho bài kinh hát cải lương. Rồi mình dịch ra ý nghĩa y vậy, tứ đế sao 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 đó, rồi bát chánh đạo sao sao đó bằng cái câu cải lương. Tại tâm chúng sanh bây giờ thích, như vậy là mình gọi là khế cơ. Nhưng mà qua cái bài cải lương đó, người ta không có giác ngộ đi đến giải thoát gì hết á. Người ta mê theo, ta thích theo. Như vậy thì khế cơ mà không có khế lý, như vậy không đúng đạo Phật. Ví dụ nha, chứ không phải mình nói cải lương là không đúng, mà mình qua một cái ví dụ để mình nói lên cái khế cơ là tâm của chúng sanh vào thời gian đó. Bây giờ ví dụ ta khoái chơi game online, cái mình đem kinh Phật vô, mình đem những câu chuyện Phật vô, mình làm game online
Thay vì đem cái câu chuyện là Võ Lâm Ngũ Bá, Võ Lâm Truyền Kỳ, mình làm game online, bây giờ mình đem cái câu chuyện là Tổ Đạt Ma truyền pháp qua Trung Quốc, rồi gặp người này người kia làm sao đó, hoặc chuyện tại thiên, lên game online. Cái đó gọi là khế cơ, là khế với cái tâm của chúng sanh khoái game online. Nhưng mà cuối cùng cái lý có giải thoát hay không? Nếu lý mà đem đến giải thoát, chơi game mà đem đến giải thoát thì cái đó đúng rồi. Nhưng mà chơi game là đi đến mê game, không thoát ra được game, như vậy khế cơ mà không có khế lý đem phải đạo Phật, cái đó là ngoại đạo rồi. Như vậy thì mình chế ra cái gì cũng được hết, cách tu nào cũng được. Nhưng chế này là mình làm ra một cách tu mới, chứ không phải là mình chế ra pháp của Phật. Như hai này khác nhau nha. Pháp Phật không thể chế ra, tại Đức Phật nói như thế nào thì y như vậy. Thì hôm nay á, đạo tràng của chúng ta là đạo tràng tụng kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, trong đó có cái bài chú gọi là chú Đại Bi. Nhưng mà thường chúng ta tụng chú Đại Bi á, chúng ta không biết nghĩa, tại vì thường chú á, thì ít có khi nào ai giải nghĩa ra lắm. Tại vì chú có rất là nhiều nghĩa khác nhau, nhằm khi một chữ có 8 nghĩa, một chữ có 10 nghĩa, như vậy á, là mới gọi là tổng trì. Đà La Ni dịch ra nghĩa là tổng trì á, tổng hết tất cả các ngôn ngữ ở trọng. Nên từ cái tựa của kinh thôi là Đại Bi Tâm. Chữ Đại Bi, bi mình biết rồi, phải không? Bi là lòng thương yêu vô hạn đến với chúng sanh. Cái tâm bi này là một trong 4 cái tâm vô lượng của một hành giả tu hành để đắc được pháp. Một người đắc được pháp rồi thì có 4 cái tâm vô lượng, đó là từ bi, hỷ, xả. Nhưng mà ở đây là một cái tâm bi. Tâm bi là tâm thương yêu không giới hạn. Mình thường á, mình nói là tôi từ bi lắm nên tôi mới cho người này 50 ngàn. Như vậy đó là có từ bi hay không? Ví dụ như á, mình nói là mình từ bi, mình thấy người kia là thất cơ lỡ vận, cái mình rước về, mình nuôi, mình ra mình có cái tâm từ bi. Nhưng mà tại vì nhà mình không có người làm chuyện lặt vặt nên mình rước người kia về mình nuôi, nhưng mà để mình cho người đó làm chuyện lặt vặt cho mình, để phục vụ cho mình. Như vậy nó kèm theo cái bản ngã trong này, tất nhiên là kèm theo để làm cho lợi ích cá nhân của mình. Như vậy một cái tâm thương yêu mà nó còn giới hạn trong cái bản ngã của mình, tức giới hạn với tâm ích kỷ, thì đây là luyến ái chứ không phải là thương yêu với lòng từ bi. Từ bi nó vô lượng, nó không giới hạn. Ví dụ như mình có một cái người thân, mình yêu thương người đó, mình không muốn bất kỳ người nào yêu thương người đó và không muốn người đó yêu thương bất cứ người nào, vậy đây không phải là tâm từ bi, mà tâm này tâm luyến ái của thế gian. Mà trong nhà Phật dính trong hai cái chữ gọi là ái dục, là nguyên nhân của tất cả đau khổ là ở chỗ này. Còn ví dụ chúng ta có Phật tử, và Phật tử thì có cô quý cô quý thầy. Ví dụ Phật tử có thương một cái cô nào trong này, hay là cúng dường rồi hay lo lắng, như vậy thì Phật tử đó muốn cho cô này được nhiều người thương tưởng và muốn cho cô này thương tất cả mọi người Phật tử khác, đó chính là lòng từ bi. Và mình thương yêu cô này, thấy người nào lại nói chuyện với cô này làm quen cái mình bực rồi, đây là không phải lòng từ bi đâu, liếng ái của thế gian. Ngược lại với cô, đối với Phật tử cũng vậy, và đối với thầy mình cũng vậy, thì đây không phải là tâm bi vô lượng. Mà cái tâm bi của Đức Quán Thâm Bồ Tát này là không nghĩ ai hết quý vị, kẻ thân kẻ sơ nào cũng được, miễn là chúng sanh. Chúng sanh là một chúng sanh, tức là chúng mà sanh ra cái tâm, sanh ra cái tâm hờn, tâm giận. Nên mình trong một cái đại chúng, mình sanh ra đó gọi là chúng sanh. Trong một tập hợp của ngũ uẩn, sanh ra cái tâm đó gọi là chúng sanh. Vậy thì chúng sanh có chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình, phải không? Như vậy thì thường mình gọi chúng sanh hữu tình là biết nóng, giận, hờn, buồn, thương yêu. Còn chúng sanh vô tình là không thể hiện được cái đó ra bên ngoài trực tiếp liền, mà nó thể hiện một cách yếu ớt. Như vậy thì chúng sanh hữu tình là chúng sanh có nhân duyên với nhà Phật, có gieo chủng tử của Phật. Còn chúng sanh vô tình là chúng sanh không có chủng tử của Phật. Nhưng mà bản tánh của chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình đều có bản tánh của Phật Pháp, gọi là Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tình giữ vô tình tề thành Phật đạo, có nghĩa là hữu tình hay vô tình đều có bản tánh của Phật, nhưng mà không có chủng tử của Phật trong chúng sanh vô tình. Vậy chủng tử Phật là gì? Là mình phải gieo duyên. Ví dụ mình quy tam bảo, mình cúng dường bố thí, phát tâm vô thượng bồ đề, đó là chủng tử của Phật. Nhưng mà một cái vị là phát tâm như vậy được chủng tử, còn cái cây hoặc là cây cỏ
không có phát tâm như vậy thì nay không có chủng tử Phật. Và một người phát tâm mạnh, phát tâm yếu thì người ta gọi là căn lành trồng sâu hay trồng cạn. Nên kinh Đại Bi, mà Bi là cái chữ thương yêu không giới hạn, mà Đại tức là lớn, phải không? Đại tức là lớn là cái chữ Nhân, chữ Nhân gạch ngang gạch, còn chữ Hán thêm chấm dưới này là chữ Thái, to lớn này là chữ Đại, rất là lớn. Vậy là cái tâm này to, rộng, lớn, không giới hạn, với lòng thương yêu. Mà Đà La Ni là tổng trì, có nghĩa là cái ngôn ngữ này là tổng hết tất cả các ngôn ngữ, và cái âm thanh này là tổng hợp tất cả âm thanh. Như vậy thì mới gọi là Đà La Ni. Vậy trong này có một cái câu chú gọi là chú Đại Bi. Chú Đại Bi gồm có 84 câu. Và nghĩa của chú Đại Bi, nếu mà dịch theo nghĩa sát của trong kinh Đại Tạng A Hàm, tất nhiên là chú Đại Bi này, kinh Đại Bi Đà La Ni là thuộc hệ thống kinh điển Đại Thừa và xuất phát từ ngôn ngữ Sanskrit, ta gọi là kinh điển A Hàm. Đức Phật thuyết được ghi lại trong các kỳ kết tập kinh điển, nhưng mà đặc biệt lần kết tập kinh điển thứ 3 năm khoảng sau Đức Phật nhập Niết Bàn 273 năm trở lên đó, thì thời của vua A Dục tức là vua Asoka đó, ông mới tài trợ ghi lại kinh điển Phật với hai hệ thống chữ Pali và chữ Sanskrit. Chữ Pali thì truyền theo cái hệ thống của Nam Tông, chữ Sanskrit là truyền theo hệ thống của Bắc Tông. Chúng ta truyền theo hệ thống Bắc Tông nên kinh điển này được dịch ra từ tiếng Sanskrit, tức là mình gọi là tiếng Phạn. Và nếu dịch theo chữ nghĩa thì nó có hai loại, một là nghĩa đen, hai là nghĩa bóng. Nghĩa đen tất nhiên là cái nghĩa nhìn vô làm sao nó y như vậy, còn cái nghĩa bóng là ẩn tàng sau cái đó là cái gì phía sau nữa là cái nghĩa bóng. Bây giờ ví dụ mình nói một cái câu, nói vậy đi đi, mình nói với người ta đi đi vậy thì là cái câu mệnh lệnh kêu người ta đi đi, nhưng mà mình không muốn người ta đi, cái nghĩa bóng nó cho ông muốn đi đi đi, có nghĩa là mình nghĩ là mình ngon đi đi, thách đó đi đi, nhưng mà nói chữ đi đi tại vì đứa con mình xin mình đi coi phim, mình nói đi đi. Như vậy thì cái nghĩa đen là cái nghĩa cho đi, nhưng nghĩa bóng là cái thái độ mình qua đó mình mới thấy được là mình không cho đi qua cái câu đó. Như vậy thì cái bài chú Đại Bi chúng ta đọc qua mà chúng ta không hiểu được cái nghĩa nó là gì, như vậy thì không hiểu nghĩa mà kinh điển mà không hiểu nghĩa thì làm sao mà tu hành. Như vậy á, nhưng mà có người đọc chú Đại Bi không hiểu nghĩa gì hết, mà tác dụng của chú Đại Bi rất là lớn, rất là to quý vị. Vậy trước khi chúng ta đi vào cái chú Đại Bi này, chúng ta sẽ nói tới cái đề tài chúng ta chia sẻ hôm nay là đề tài chú Đại Bi và sự linh ứng của Quan Thâm Bồ Tát. Chú Đại Bi có nhiều người đọc tụng, có nhiều người là đọc một biến hai biến, có nhiều người phát tâm đọc 12.000 biến. Quý vị có thấy người nào phát tâm đọc 12.000 biến chưa? Một biến kinh, một biến chú là đọc từ đầu tới cuối gọi là một biến. Vậy thì chú Đại Bi cũng vậy, mình đọc từ đầu tới cuối gọi là một biến. Còn một biến kinh tức là tụng từ đầu tới hết cuốn kinh luôn mới được gọi là một biến. Vậy thì có cái cô Vân chủ quán ở miền Tây á, nghe nói là cổ đọc tới 12.000 biến á, thấy ngày cũng nể không, đọc 3 năm đọc hết 12.000 biến chú Đại Bi và có nhiều cái kết quả đem lại trong khi đọc chú Đại Bi đó. Và nhiều người có kết quả đem lại đọc khi chú Đại Bi đó. Bây giờ ví dụ là bữa trước có cái thầy là một tu sĩ, và khi ngày thầy xuất gia ở trên núi vì lý do mà chúng tôi không nói tên chùa. Như vậy thì là thầy xuất gia là trung niên xuất gia, và trước khi xuất gia là thầy là một người rất là theo đời và ăn chơi rất là dữ dội, và sau đó thầy ngộ Phật pháp và thầy đi xuất gia. Thì thầy lên núi thầy thấy quý thầy tu quá dữ, quá nhiều tu, có người niệm Phật, có người hành thiền, và tâm của các thầy rất là tĩnh lặng và ít nói, còn chú thì lách chách lét chét. Rồi tướng của quý thầy khoan thai đi từng bước một, đi không cần đến, còn chú thì vừa đi vừa chạy. Thấy cái tướng của một cái người mới xuất gia với tướng người xuất gia lâu thấy khác nhau quý vị, nhưng ta gọi là thấm trao tương á mà, cái người thấm trao tương nó khác, dầu xấu cỡ nào xấu nữa cũng xấu theo người xuất gia chứ không phải so với người đời được.
Ví dụ như cái người xuất gia, dầu cho mình cho xấu đó, tất nhiên là mình cho hay là nhiều, học tới học lui rồi đại loại là có những cái điểm xấu, mình cho xấu cỡ nào xấu nhưng so với người đời vẫn hơn nhiều lắm quý vị. Tại vì thấm trao tương là sẽ hơn nhiều, nên mình nhìn thấy tướng người xuất gia lâu mình biết liền à. Nhưng mà thượng gia thì phải tốt nó mới đi xuất gia, người ta bỏ hết tất cả rồi. Nhưng mà mình nói có nhiều, một có người cũng có lỗi lầm, nhưng mà xấu gì xấu cũng hơn người đời bình thường mình hết á. Như vậy á thì thầy mới đi xuất gia, xuất gia xong mới đi nhìn vào cái đại chúng á, tu hành rất là dữ dội, nên thầy sanh ra tâm hổ thẹn. Và thầy quyết định lên trên cái chót núi á, thầy nói là nguyện với Đức Bồ Tát Quan Tham, con trì tụng chú Đại Bi này, con trì tụng như vậy là không biết bao nhiêu lần, tới chừng nào tụng thấy mỏi mệt rồi á, thì xin cho con xả cái thân này, và con nguyện tái sanh vào ta bà, con thọ thân khác, nhưng mà xin Bồ Tát cho con tu từ nhỏ như là Trần Quyền Trang ở trong chùa tu lên, thân con không nhiễm trược, tâm con không nhiễm đời, như vậy xin Bồ Tát Quan Tham linh ứng. Và thầy ngồi thầy tụng, quý vị ngồi anh ta ngủ hết rồi, ra khoảng 12 giờ thì thầy tụng tới 3-4 giờ sáng, mấy tiếng đồng hồ liền tụng chú Đại Bi thuộc lòng mà, ngồi chắp tay tụng chú Đại Bi xong thì thấy trời vừa ló hừng đông, thầy trên này mới bay xuống từ ở trên đọt trên đỉnh núi cao nhất á, bay xuống thì khoảng chừng hơn 100 mét, gần đá không mà cây cỏ dắt ngang dắt dọc nè, thì thầy trên này thầy bay xuống, bay xong rồi thì tỉnh dậy thì thấy có người đút cháo sát bên. Như vậy á, thì chạy ở trên cái đầu này một xíu, chạy trên đầu một xíu. Mà bay như vậy nếu bình thường cái cục đá trên mình thảy xuống nó còn nát banh ra nữa. Nhưng mà thầy mới học lại, thầy mới kể lại rằng là lúc mà thầy bay xuống, vừa bay vừa tụng chú Đại Bi Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đá Ra, mà ở trên bay xuống cứ như là bỏ thân này, mà thân ô trượt, thân này đã nhiễm đời quá rồi, giờ là kể như cặn bã quá là bỏ nó luôn để đầu thai một thân khác, như tài tòng đạo giả vậy. Thấy thầy mới bay xuống vậy, thầy nói là bay vừa bay ra cả chừng 20 mét, nghe có người đỡ lên cái nè, cái ngày mở mắt ra như là cái hình tượng của Đức Quan Âm, đỡ là thầy thêm cái nữa, và rơi gần đọt cây đỡ thêm cái nữa, đỡ 3 lần và té xuống đất chạy có chút xíu không chết quý vị, tới giờ tu luôn. Như vậy thấy là cái sự linh ứng thấy rõ ràng chưa? Mà đây là một cái vấn đề khi mà ta tụng chú Đại Bi. Như vậy thì một người mà tụng chú Đại Bi mà không hiểu, lúc đó thầy không hiểu gì nghĩa của chú Đại Bi hết, mà tụng còn được sự linh ứng như vậy, thì chú Đại Bi này tụng sợ thế nào mà được linh ứng như vậy? Là tại vì đọc nguyên gốc của tiếng Phạn, và mỗi khi chú Đại Bi này ai cất linh đọc thì có chư thiên và long thần hộ pháp gia hộ, và có chính Đức Quán Tham Bồ Tát phóng quang hộ niệm cho người này đọc. Nên đó là mình đọc chú, mà đọc chú này là kim can thừa quý vị, tức là tu theo mật tông. Đọc chú có nghĩa là tu theo mật tông, dụng công theo mật tông. Mà dụng công theo mật tông thì mình phải làm đúng theo mật tông nữa. Ví dụ như người ta làm biếng đọc chú Nam Mô A Di Đà Bà Giả Tha Giả Đa Giả Đi Giả Tha, vậy là không được, không có tác dụng của mật tông đây. Mật tông là thể hiện trên ngôn ngữ quý vị, nó trầm hùng. Ví dụ như cái chú Ở Mà Niên Bắc Mấy Hôm của mình, nghe cái giọng nó tác động vào căn tai mình, tác động vào chuyển hóa tâm linh, chứ nói không được phải không? Như vậy á, thì đọc chú Đại Bi khi mình tụng kinh thì tụng nhanh cũng được, nhưng mà tới tụng chú là không được tụng nhanh, và giọng phải giọng thiền. Giọng mình thầy Lệ Trang nói là tụng kinh có 3 giọng, một giọng xuân, một giọng ai và một giọng thiền, thì tụng chú phải tụng giọng thiền. Như vậy á, thì giọng xuân là giọng vui. Ví dụ như chúng ta tụng cái bài kinh vào buổi sáng mình buồn ngủ, mình tụng chú Lăng Nghiêm phải không? Chú Lăng Nghiêm vào buổi sáng mình buồn ngủ, vậy thì mình tụng cái giọng ai? Giọng ai? Tụng cái giọng ai? Mình vô cái giọng ai? Cái là Nam Mô, mình rên ở trong đó. Có cái giọng ai? Nó trầm, trầm xuống. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Cái mình có cái giọng gì nó bi ai chóng. Còn cái giọng xuân á là vui,
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nó vui vui, phải không? Là đó là giọng xưng á. Còn cái giọng thiền là cái giọng lắng lặng. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nó không vui mà nó không buồn. À, cái giọng thiền làm cho tâm mình lắng xuống. Như vậy thì qua cái tụng chú á, Đại Bi mà có tác dụng. Cái thứ nhất là tại vì khi tụng chú Đại Bi có chư Long Thiên gia hộ liền, là phóng quang gia hộ mình liền. Như vậy thì tâm của mình lúc đó và tướng của mình lúc đó phải thanh tịnh. Tướng thanh tịnh là sao? Là cái thân của mình á, phải tắm rửa sạch sẽ, súc miệng đâu đó sạch sẽ, là bên ngoài cái tướng mình nhìn vào không nhếch nhác, mặc áo trang nghiêm, ngồi ngay ngắn là tướng của mình tịnh. Rồi á, là tâm của chúng ta tịnh, là lúc đó chúng ta tâm không có xáo động. Chúng ta tụng chú Đại Bi để gì? Để chuyển hóa tâm của chúng ta. Nên tâm của chúng ta không phải là lúc xáo động, lúc lo lắng lăng xăng hết mà lên tụng chú Đại Bi được, mà chúng ta phải hít ra thở vô 3 lần chúng ta hãy tụng. Nghĩa là chúng ta làm cho lắng cái tâm mình xuống, thì cái tác động tương ưng với Bồ Tát rất là cao. Cái đó là trên cái tướng của mình. Rồi cái giọng tụng á, là chuyển qua cái giọng thiền. Và tụng không được tụng quá nhanh, tụng vừa phải. Tụng chậm quá thì lâu hết, nhưng phải tụng vừa phải. Chứ không phải nam mô ra 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 mùa già luôn, không ai nghe được gì hết, đúng không? Vậy thì tụng giọng thiền bình thường thôi. À, nam mô hắc ra đất na đa ra dạ dạ, nam mô a rì gia bà lô yết đế thước bát ra gia bồ đề tắc đỏ bà gia ma tắc đỏ bà gia. Tụng vừa phải, đừng có nhanh quá nhanh, và chậm quá thì nó hơi ấy. Nên cái giọng của lúc tụng này nè là tác động vào tâm ta, ta nghe sao mà nó mở tâm mở trí mình. Như vậy thì không cần phải nghĩa của cái câu chú, mà mở được tâm mình tập trung được tinh thần, và mình thân tịnh, thanh tịnh thân khẩu ý, gọi là tam mật tương ưng trong lúc tụng chú, thì cái quay thần lúc đó phát triển ra mạnh, thì lúc đó sở cầu sở nguyện đắc được như ý, ví dụ Phật tử. Còn chúng ta làm ngược lại, bởi vì có nhiều người tụng mà không đem lại kết quả, tại vì tụng không đúng. Cái thứ nhất á, là thân tâm chúng ta không thanh tịnh, chúng ta lên tụng cho có tụng. Cái thứ hai nữa, đọc theo kiểu làm biến, đọc nhanh, đọc ào ào cho nó hết biến, đừng tính với Phật. Còn hôm nay con tính với Phật con tụng được 30 biến này nè, thấy không? Như vậy thì không có chuyển hóa được bồ đề tâm, mà không có khế hợp. Như vậy thì chúng ta tụng không có kết quả. À, như vậy á, còn trong kinh này nói, nếu cái người nào mà mình đọc tụng á, quý vị Phật tử, mà mình hiểu được nghĩa của chú này nói gì nữa, áp dụng cái nghĩa lý đó tu hành, thì cái công đức tăng lên gấp 2, gấp 3, gấp 4. Còn nếu mà mình chỉ đọc không theo chú của Kim Cang Thừa thì nó giới hạn, tại vì chúng ta không có thầy truyền trực tiếp. Nên cái mà tác dụng của Kim Cang Thừa là tác dụng của âm thanh tác động vào tâm á, chúng ta không có đúng y chang như quý thầy của Mật Tông dạy thì cái tác dụng nó rất là thấp. Mà nếu chúng ta áp dụng đó để chúng ta hiểu được nghĩa lý trong kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni này, mà chúng ta áp dụng được vào trong cuộc sống nữa, thì cái giá trị của khai tâm mở trí chúng ta tăng lên gấp bội lên, quý vị. Nên á, là mình đọc tụng mình phải biết nghĩa lý của nó, rồi mình tu hành theo, thì lúc đó cái công đức và cái phước của chúng ta đem đến nó rất là lớn. Giờ thầy thử đọc một cái đoạn người ta dịch ra của chú Đại Bi như thế này, quý vị. À, đại ý của chú Đại Bi dịch ra tiếng Việt như thế này. Đây là chú được dịch ra từ tiếng Sanskrit, có tác dụng to lớn để chuyển hóa tâm. Nên tụng đọc hạ giọng xuống trong giọng thiền vị, và bắt đầu vô chú như thế này. Kính cận cúi đầu trước Tam Bảo Phật Pháp Tăng, xin quy y theo Đức Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát. Quy y mệnh Đức Đại Bồ Tát Đại Từ Bi, mà cầu xin thành tựu được sự giác ngộ, nhằm cứu tế những kẻ mê muội do mọi sự khủng bố trên thế gian này. Vì vậy chúng con nên quy mệnh Đức Đại Bồ Tát có lòng Đại Từ Bi, nhất tâm thệ nguyện truyền bá rộng rãi lòng từ bi của Đức Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát, lắng nghe tâm chơn ngôn Đại Bi thần lực, vâng theo mệnh của Bản Tôn và Đại Bi Tâm Đà La Ni. Này hết lòng xin tụng công đức Quán Tự Tại Bồ Tát
tất cả sự hy vọng đều được viên mãn, mà làm sáng tỏ tính chất đồng thể đại bi thanh tịnh viên minh, và làm cho tất cả các quỷ thần đều không thể đánh thắng được uy lực lớn của Ngài. Với những kẻ có tâm đạo, không bao giờ bị sự vô minh phiền não mê hoặc, không bao giờ bị đắm vào cõi mê, và được dẫn dắt tới thế giới quang minh của Đức Đại Bồ Tát. Trí tuệ quang minh được biểu hiện siêu việt nhất thế gian, là biết Bồ Tát công đức vô cùng vĩ đại, có đứng quy mệnh giống như Đức Đại Tự Tại Sư Tử Vương Đại Bồ Tát. Ước niệm nói chung bản thể tâm chân ngôn Bồ Tát cũng giống như đi ở trên không để mở cuộc đại diện thiết tự tại, hoặc là làm công việc tư duy về một sự nghiệp lớn, cũng như các bậc đế vương. Bất kể việc gì đều được Đức Bồ Tát làm một cách tự tại tự do, được hành động bởi một thân thể thanh tịnh không mãi mai dơ bẩn, hoặc để trừ diệt mọi hành vi dơ bẩn của ba cái độc hại của tham sân si, cũng như trừ diệt mọi ác ma độc hại ở trên thế gian này. Như vậy sẽ nhanh chóng có mái tóc hoa đẹp đẽ, hoặc một bông hoa đẹp đẽ, hoặc một bông hoa sen thanh tịnh, và cầm được một hoa sen của Đức Bồ Tát, giáo hóa được nghiệp ngu si của ta và chứng ngộ được lòng đại bi ái. Nếu như muốn thấy một con chim cổ xanh có thể khiến nó hiện hình thức trước mắt, khiến sanh lòng quan hỷ của quan tự tại Bồ Tát, muốn được đến cõi Niết Bàn sẽ thấy được cõi Niết Bàn, và cũng được tới tất địa với du già, được sự tự do tự tại. Trong đó cũng có kẻ mặc heo xanh, có kẻ mặc sư tử. Còn từ bi thì biểu hiện tay cầm hoa sen để đeo ngọc hoàng và đánh ma quỷ phiền não, nghe tiếng pháp lo vi diệu mà được chuyển mê khai ngộ. Tay cầm bóng lớn, mắt nhìn về phía tay trái, nhắm vào loại ma sắc đen, và hết thảy đều quy y chân thực tam bảo. Nam mô vô thánh quán tự tại Bồ Tát, khiến cho đến cõi Niết Bàn và trì tụng lời chân ngôn này ở nơi Niết Bàn u tịch. Đây là đại ý dịch ra tiếng Việt của bài chú Đại Bi. Và quý vị Phật tử về chúng ta nghiên cứu cái ý nghĩa đó và chúng ta áp dụng trong cuộc đời thì có lợi ích lớn hơn nhiều so với chúng ta chỉ trì tụng chú mà thôi. Và trong kinh Đà La Ni Bi Tâm này có nói tới 15 cái lợi ích khi tụng bài chú này. Là cái 15, cái thứ nhất á, là 15 loại ác tử, có nghĩa là chúng ta không có chết về những cái loại như thế này khi chúng ta tụng chú. Nếu ai bị rơi vào những cái trường hợp mà nguy hại đến cái chết, tới thân mạng, nguy hại đến thân mạng mình trong 15 loại này, thì chúng ta trì tụng chú Quan Âm một cách là nhiếp tâm vào trong đó và tin tưởng Bồ Tát Quán Tham, thì tự nhiên 15 điều này sẽ không đến với ta khi chúng ta mất mạng bởi 15 điều này. Điều thứ nhất là không bị chết khốn khổ về đói khát loạn lạc. Ai mà nghèo quá mà không có cơm gạo ăn á, quý vị Phật tử, thì chúng ta tụng một thời gian, tại không đói có nghĩa là có cơm gạo phải không, và loạn lạc là chiến tranh phải không. Như vậy thì chúng ta sợ chiến tranh, chúng ta sợ nghèo đói, tụng chú này thời gian tự nhiên có phước, quý vị Phật tử, chúng ta vượt qua. Điều thứ hai là không bị chết vì giam cầm đánh đập, có nghĩa là không bị chết vì bị người ta bắt giam ở tù, và không bị chết vì do người ta đánh đập. Nếu ai có nguy cơ mà bị người ta đánh đập hoặc là giam cầm thì chúng ta tụng chú này thời gian thì chúng ta sẽ được giải ra được cái tai nạn này, tức tụng chú này sẽ chuyển được cái tai nghiệp của ta về những cái nạn như vậy. Điều thứ ba là không bị chết vì thù oán. Người ta thù oán mình, người ta đeo theo, người ta giết mình. Quý vị coi theo phim Hồng Kông, quý vị thấy đó, cha giết con của người đó mới quay lại đi giết tiếp cái người này. Như vậy thì chúng ta có thù oán, sợ người ta đi theo báo thù, mình tụng chú này tự nhiên cái quan nghiệp đó nó sẽ đi qua hết cái vị. Thứ tư là không chết nơi trận mạc. Ví dụ như mình lỡ mà mình có ra trận đi quý vị tử, khi mà mình ra trận á, mình sợ mình không có quay về được. Như Trung Quốc nói là mấy ai đi về mà khi ra trận phải không, tí ngoạ xa trường quân mặt tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi phải không. Xưa nay ai đi ra trận mấy về được đâu. Như vậy thì mình có con cái ra trận hay gì đó, mình cứ tụng chú này tự nhiên tai kiếp qua hết, là không bị tử ở ngoài trận mạc.
Và thứ năm là không bị chết vì xài lan ác thú. Có nghĩa là ví dụ như mình tiếp xúc với những con ác thú, ví dụ cọp beo đi, mình huấn luyện, còn một ngày nào đó nó phản phúc, nó lại nó tấn công lại ta, như vậy thì những cái người này tụng chú đại bi thì không bao giờ những con này có thể làm sanh hại đến người này hết. Và thứ sáu là không bị chết vì loài rắn rết. Bây giờ ví dụ như chúng ta làm cây làm củi ở trong rừng, hoặc là chúng ta làm gì mà tiếp xúc với bụi rậm á, nên chúng ta sợ những rắn rết làm cắn chúng ta để nguy hiểm đến tánh mạng, thì chúng ta quyết tâm tụng chú này thì tự nhiên cái nghiệp của chúng ta đó nó sẽ bị được hóa giải. Điều thứ bảy là không bị chết cháy hay chết đuối. Ví dụ như cái người nào mà ở những cái chung cư á quý vị, dày đặc rồi đó, thấy cái khó xe chữa lửa khó vô á, chúng ta tụng chú này đi rồi sẽ là có kết quả. Ở dưới Mỹ Tho có cái cô này chuyên tụng chú đại bi, chú đại bi thôi, và tụng liên tục, nhà có thờ Quán Thâm Bồ Tát. Thì khi mà cái nhà kế bên ta mới chứa ga quý vị, cháy bốc cháy lên, mà trong đó có xăng nữa, bốc cháy lên dữ dội. Nhưng mà cháy vừa tới nhà cô này mém qua thôi, ngọn lửa tự nhiên tắt. Không biết sao gió đàn ngược lên sao ngọn lửa tự nhiên tắt, không có mưa gì gì cả. Nên ở xóm đó người ta mới đồn là cô này tụng chú đại bi thường, nên tới đó là không cháy nổi nhà. Không cháy nổi nhà cũng nằm ngủ ban đêm, nó đâu hay đâu. Tới chừng xong xuôi hết mới hay, chạy ra nghe người ta la quá mới chạy ra. Như vậy thì không cháy đến cái nhà của cô này. Như vậy thì thứ bảy là không chết cháy hay chết đuối. Chết đuối có nghĩa là chúng ta lội dưới cái sông, đi qua sông, lội sông thì chết đuối. Ở ngoài Gò Vấp có một cái con sông gọi là con sông Cồn Nổi không? Ở giữa đó có một cái miếu, giữa Cồn Nổi có cái miếu. Thì mấy anh thanh niên thấy là thường thường cái tháng đó thì có người ta chết, chìm ghe, chìm tàu, lội sông đi qua chết. Thì mới su cha ra thì cái người đầu tiên mà chết ở đó cái tháng đó, thì năm sau cũng có mấy người lội ngang chết ở tháng đó, mà một năm ít nhất cũng phải 5-10 người, 5-6 em học sinh. Thì có cái mấy cái anh này á, thì tỏ vẻ như ta đây, mới cá độ nhau lội ra Cồn Nổi, nghĩa là để thử sức mình, để dương quay dụng võ. Nhưng mà lội ra rồi cách nhau có chừng 3 mét tới Cồn Nổi chìm xuống chết quý vị, nghĩa là giọt bẻ. Và từ đó sao không ai dám lội ra được. Như vậy người ta gọi đó là chết đuối nha, phải không? Khi người ta gọi đó là chết đuối thì ai mà tiếp xúc với nước nhiều quá thì mình đi bơi đi lội đó, mình tụng chú Quan Âm thì mình sẽ tránh được cái tai kiếp này. Và cái thứ tám là không bị trúng độc và ăn uống mà chết. Không bị trúng độc ăn uống mà chết có nghĩa là chúng ta bị hạ độc thủ á. Có nhiều người á, người ta ghét, người ta hậu hạ độc mình, hoặc là mình ăn uống cái gì mà mình vô tình á cũng bị dính độc. Bây giờ ví dụ như mình ăn trứng con cóc thì chết phải không? Mình ăn cá nóc mít thì chết phải không? Hoặc là mình ăn bình bát á, bình bát là trái bình bát dưới quê với thanh long cũng chết luôn. Như vậy á, thì chúng ta gọi là trúng độc mà chết. Nếu mình tụng chú Quan Âm thì mình tránh những cái điều này, mình không ăn, hoặc mình có ăn ít vô đi nữa thì nó cũng quá giải. Nhờ thần chú này, nhờ chư thiên gia hộ, Quán Thâm Bồ Tát gia hộ mà mình vượt qua. Cái điều thứ 9 á, là không bị các loại trùng độc sát thương. Cái trùng độc sát thương này nó cũng giống như là các loại rết ở trên, là nó cắn vô rồi thì mình sẽ bị nhiễm độc đó và thúi hoại tử cái chân của mình luôn. Nhất là những cái con cá như con cá ngát đồ ở dưới miền Tây á, con cá ngát đâm vô một cái một là trúng độc, hoặc giả là con ong á đánh vô thì nó có cái nọc của nó làm hoại tử thịt luôn, đi đến chết. Nếu người nào mà tiếp xúc với những cái loài này thì nên tụng chú Quan Âm sẽ qua được cái tai kiếp này. Và 10 là không bị cuồng loạn hay thất vọng mà chết. Cuồng loạn quý vị, cuồng loạn có nghĩa là mình bị không còn sáng suốt nữa, rồi đi đến làm những cái điều mà có thể nguy hại đến tánh mạng của mình. Ở dưới miền Tây có hai cái người này là tu sĩ, cũng là ni chứ không phải là tăng. Thì một người thì tu thiền quyết liệt lắm, ngồi thiền một ngày vậy là 5-6 thời, một thời là mấy tiếng hồ luôn, có nghĩa là ngồi thiền suốt ngày. Nhưng mà cuối cùng lại là bây giờ không ngồi thiền nữa, mà đi mặc đồ như là kiếm hiệp, như dắt kiếm đi vòng vòng nói lảm nhảm. Còn một người thì chuyên tụng kinh Pháp Hoa, mà không tụng kinh Pháp Hoa trên bàn thờ Phật, mà tụng kinh Pháp Hoa ở miếu ông thần.
ra đó ngồi trì tụng hết biến này tới biến kia để chi? Để cầu thần thông. Cái vị ngồi thiền này gì, nó cầu thần thông. Như vậy khi cầu thần thông thì tâm ma nó nổi lên, ta gọi là tẩu quả nhập ma. Vậy thì người ta gọi là cuồng loạn, bị loạn thiền rồi, cuồng loạn. Và có người người ta thất vọng mà chết. Bây giờ cái thất vọng mà chết như thế này nè, cái bệnh thì nó không chết, nhưng mà lúc người ta thấy cái bệnh mình nan y á, thì tự nhiên họ thất vọng mà chết. Có chú này ở dưới miền Tây, họ chú bị nổi một khối u trên đầu, thì bác sĩ gọi là ung thư giai đoạn 1 thôi. Chú nói nếu mà ung thư như thế này chị đâu có hết đâu. Chú đi đến là chú kết liễu cuộc đời của mình. Quý vị, có nghĩa là chú sợ chết mà cuối cùng chú phải chết vì cái nghiệp đó. Thất vọng là không trị được nữa, chú thất vọng. Và có những người không kết thúc cuộc đời của mình mà do thất vọng riết là ốm o gầy mòn, không ăn gì được, sanh ra bệnh cũng chết. Giống như thất vọng trong này có một cái bệnh thất vọng nặng nhất, gọi là bệnh thất tình. Đó, thất vọng nặng nhất là thất tình. Thấy cô Lan không? Đi vô chùa đâu phải là tu đâu, mà vô chùa là do thất tình phải không? Và cuối cùng là dùi sâu sắc bốn nơi đáy mộ phải không? Như vậy thì cuối cùng cô này chết, đã chết do thất tình, nghĩa là thất vọng, không còn hy vọng về anh Điệp đến nữa. Ta đến cắt dây chuông à, nên cuối cùng thất vọng mà chết. Nên mai mốt mà mình có bị quan nghiệp gì đó đến thì cũng mở cửa chùa đi vô đối thoại trực tiếp luôn à. Đừng cắt dây chuông mà lạnh lùng khép cổng rồi tự mình thất vọng mà chết nha. Đối thoại trực tiếp luôn, anh về đi, tôi tu rồi, rồi xong không có gì hết trơn á. Vì sanh ra đâu diệt đi chỗ đó, không có sợ gì hết trơn á, không có trốn gì đây hết trơn á. À, vô chùa rồi, à, bây giờ ai dám thỉnh sư cô về nhà không? Dám thỉnh tôi cho thỉnh, và đem theo cái mỏ với cái chuông về. Sợ không chết luôn chạy về. Như vậy á, là 11 á, là không bị cây cối rơi trúng hay xa hầm xa hố mà chết. Quý vị, cây cối rơi trúng mà chết giữa đường nè. Chúng ta chạy bữa trước á, là ở chỗ ký túc xá Bách Khoa đó, có anh đó là sinh viên, chiều ăn cơm xong ra anh ngồi ở trước cái băng đá á, trên cái cây dầu á, rơi cái nhánh xuống trúng cái chân, cái đầu chết luôn tại chỗ. Quý vị, bị cây cối rớt mà chết. Và vừa rồi cây tùng ở ngoài cốc của Hòa Thượng Chủ tịch đó, ở chùa Vạn Đức á, cây tùng rẫy làm ba sập, không biết sập sao, sập qua sập lại không có trúng gì hết. Mà người ta nói sập trúng cái cốc đó là sập trúng, sập nhà luôn á, cây to lớn bằng cả ôm vậy đó. Nhưng mà do sức tu trì và Long Thiên Hộ Pháp gia hộ quý vị. Còn xa hầm sụp hố mà chết đó, là mình biết rồi. Hồi xưa á, có những cái người á, người ta hay đi, nhất là phim kiếm hiệp đó, nhảy xuống cái hầm đó là như là cái cốc vậy đó, thung lũng đó, nhảy xuống ở dưới. Nên á, tiểu long nữ nhảy xuống cái ai dè đâu xuống tiệt tình cốc đó, là chỗ đó nhảy té xuống dưới là xa hầm xuống rồi bể đầu chết. Rồi á, là 12 là không bị người khác trấn yểm mà chết. Yểm tức như là yểm bùa đó quý vị. Cái điều này cũng được ghi ở trong kinh. Trong kinh gì, gì biết không? Trong kinh Dược Sư, đúng rồi, chính xác. Hay. Nên có trong kinh Dược Sư mà có nhiều người ta không tin bùa. Thì chúng tôi có một cái anh đó, ảnh đi bên Campuchia quý vị. Ảnh đi Campuchia cũng tức cười lắm. Ảnh đi Campuchia, mở Campuchia là ảnh hay đi với mấy cái cô gái đi suối á, đi suối tắm. Sao mà mình đụng vào cái cô gái của người Campuchia ở bển là người ta bắt phải cưới. Nên ảnh tính đâu người Việt mình, ảnh sẽ đụng vào cái thân của cô đó, cái tự nhiên làng xóm bắt là lại cưới. Cưới xong á, ảnh để cho qua chuyện, cưới xong anh về Việt Nam, trốn về quý vị. Trốn về tự nhiên cái bụng anh bự 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 bự, bự lên, không ai thuốc gì uống chỉ hết nên cuối cùng chết luôn. Và có một cái anh nữa cũng qua bển vậy, cuối cùng đi về bên Việt Nam mình cũng bụng bự 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 lên vậy đó. Mắt quay hoài lại nơi đó, năn nỉ người ta cho uống cái gì vô không biết, rồi hết, không dám về luôn, ở bển. À, làm ở rễ đó luôn. Cái đó là gọi là trấn yểm. Yểm như thế nào không biết, người ta gọi là bùa. Bùa là một cái gì đó bí mật mà mình không có chuyên môn thì mình không biết, nhưng mà có khả năng làm chết người và có khả năng khiến một cái gì đó tâm của chúng ta thay đổi. Và trong kinh Phật cũng có ghi điều này. Bùa của Phạm Thiên, Ma Đăng già hốt hồn A Nan phải không? Dùng bùa của Phạm Thiên sớt bát cái A Nan đi theo liền. Mà lúc đó A Nan chứng vào trong thánh quả rồi, trong tứ quả nhưng mà chưa đắc La Hán thôi, phải không? Là trong Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm là ngài A Nan đã chứng rồi, nhưng mà vẫn không vượt qua được, tại ngài chưa có đoạn tận được kiết sử và triền cái, nghĩa là tham sân si mạn nghi đó.
Rồi à, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến, Ngài chưa đoạn tận, nên Ngài không có vượt qua được bùa của Phạm Thiên. Như vậy thì cái người nào á mà mình sợ bị bùa hoặc nghi bị bùa, bị yểm đó, về tụng chú đại bi quyết liệt, đem cái ly nước để trên bàn thờ Phật, rồi xong uống vô một cái một, sợ ra được hết. Nhưng mà với cái tâm mình tụng phải cho thanh tịnh, tâm mình tụng phải quyết liệt, phải thành kính, như vậy thì có tác dụng rất là mạnh, quý vị tử. Và 13 là không bị tà thần ác quỷ làm cho chết. Thần nó có hai loại, một loại tà thần mình cúng cái độ mình, không cúng cái phá mình, này tà thần đấy, cúng ăn riết quen rồi bữa nào không đúng cúng cái gì là vô phá tươi tả te tua luôn. Như vậy á, ác quỷ cũng vậy đó, cúng ăn thì ngon lắm, độ ngon lắm, bán quán cúng cháo ghế bữa mùng 2 với 16 cúng rồi ăn ngon lắm, không cúng cái phá. Như vậy thì ở ngoài đời cũng có câu chuyện, quý vị biết Phan Thị Bích Hằng không? À, là bữa đó ở gần cái bệnh viện á, có cái cây cổ thụ mà mấy đứa nhỏ nhỏ mà chết trước khi ra đời đó, nó bu bám ở trên nhiều lắm. Và có một đứa nhỏ xíu đây nè, ở đó, cái có cô đó bán ở ngoài trước, bán cháo trước bệnh viện á, bữa nào lấy chén cháo, lấy bánh ra cúng dưới cái gốc cây đó, thì bán đắt ơi, đắt bán xíu hết nè, bữa nào có quên cái bán từ sáng đến chiều không được miếng nào hết trơn á. Nên là mấy cái loại này nè, phải cúng gì đó, cháo ghế mùng 6, 12 mời vô, bữa nào quên phá không bán được miếng nào hết. Như vậy thì là con dao hai lưỡi, phải không? Vì thần có thần lực, nhưng mà lại là tà thần, có nghĩa là không đúng chánh nhân của đạo Phật. Ai cho ăn thì độ, không cho ăn phá người ta, phải không? Còn chánh thần ăn thì cũng độ, mà không ăn thì cũng độ luôn, không sao cả, có tâm Bồ Tát. Còn không chánh thần thì có tâm ích kỷ một chút. Như vậy là 14 là không bị chết vì ác bệnh. Ác bệnh, bệnh bình thường sao chết được, ác bệnh mới chết, gọi là bạo bệnh. Bây giờ bạo bệnh nhiều lắm quý vị. Bạo bệnh là bệnh ung thư nè, rồi là bệnh sát nè, rồi bệnh sầu riêng nè, rồi bệnh sida, phải không? Như vậy nhiều bệnh lắm mà chị không hết. Rồi bệnh nan y. Như vậy thì ai mà sợ bệnh nan y á quý vị? Bữa trước có ông thầy ở dưới chùa của tôi với Cà Mau á, là ông thầy thầy thuốc. Chị bệnh ta ngon lắm, chị hết người này hết người kia. Cái bữa đó đau, có đi bệnh viện khám, nói là ung thư gan giai đoạn 3, nửa tháng sau chết. Quý vị, như vậy thì bình thường không thấy bệnh gì hết, chỉ cần đi khám bệnh cái lại sanh ra một cái bệnh, mà bệnh ung thư, bệnh nghiệt không à. Như vậy thì mình phòng bệnh hơn chữa bệnh, về tụng chú đại bi thân khẩu ý thanh tịnh đi, rồi tránh được cái chết do cái ác bệnh này. Cái 15 là không bị chết oan phi mệnh. Oan phi mệnh tất nhiên là tự mình kết liễu mình, gọi là oan phi mệnh. Có những người đó quý vị, là luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến cái chết hết quý vị, tự mình kết liễu. Có mấy người đi lại chúng tôi là xin cái gì để giải được cái tâm lý này, luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến điều đó, mà họ không muốn điều đó, nhưng mà tâm của họ là muốn nghĩ đến con đường cùng đó không à. Có nhà, có cửa, có tài sản, có tiền bạc, mà lại nghĩ đến con đường này, chính là cái oan nghiệp của kiếp trước, bây giờ nó đeo, nó bám, nó đòi nợ của mình đó, do mình đã làm gì đó để dí người ta vào con đường cùng này. Bây giờ nghiệp nó quay lại, nó dí ta lại bằng con đường đó. Như vậy thì tụng chú đại bi sẽ giải được cái này. Nếu ai có tâm lý đó, tụng chú đại bi. Cái đó là 15 cái điều mà ác tử mà mình tránh được. Và nó sẽ sanh ra 15 loại thiện sanh. Tức là 15 điều thiện khi mà tụng chú đại bi, có 15 điều thiện sanh. Do thời gian có hạn, chúng tôi đọc qua thôi, không giải thích nhiều điều này. Thường sanh ở nước lành thiện, có quốc dương tốt. Cái thứ hai nữa, thường gặp thời hay, thời tốt. Tất nhiên là gặp người biết đạo và ở một quốc độ không có chiến tranh. Cái thứ ba nữa là thường sinh ra ở đất nước thiện lành. Cái thứ tư là thường gặp bạn lành, bạn tốt. Có nghĩa là chúng ta gặp toàn là tôn tẩn với thật sanh không à, không có gặp bàn nguyên với lý thông, phải không? Tất nhiên là tụng chú đại bi á, là những người xung quanh ta thiện trí thức hết á, chứ không có gặp lý thông ở đây. Rồi thứ sáu á, là đạo tâm luôn được thuần thục. Cái người mà mình tu rồi chạy tới chạy lui, bữa thì tu tiến lên 3 bước, chiều về á, mê cá độ bóng đá hay là mê bài, cái lui lại 2 bước, mê số lui lại 3 bước. Như vậy thì chạy lên mà thối ngược lại ngoài sau, chạy lên thối ngược ngoài sau, tụng chú lại bi sẽ có cái năng lực là tiến tới không chịu lùi. Như vậy là đạo tâm kiên cố. Thứ bảy là không phạm giới cấm.
Cái này căng dữ lắm mà nha. Với coi vậy thấy nó nhỏ nhỏ nhặt nhặt vậy. Những người tu ví dụ như quý cô 348 giới thế nào cũng có phạm không? Lặt vặt này cũng lặt vặt kia, không nhớ. Nhằm khi vô tình thì sanh ra phạm, hoặc là đưa đến cái hoàn cảnh cho mình phạm quý vị. Nên tụng chú Đại Bi này sẽ không đưa đến hoàn cảnh cho mình phạm, và giới thể của mình được trang nghiêm hơn. Giới thể giống hình như cái lồng chụp ở bên ngoài mình á, cái lồng mỗi lần á, thì cái lồng này á, là cái lồng mà bằng bột. Bây giờ á, mình chụp lên cái lồng, cái chuyển qua cái lồng bằng kim cương chẳng hạn, tụng chú Đại Bi riết cái tâm mình chuyển lồng thành kim cương nên bảo vệ được mình. Chính là tình anh em quyến thuộc đều được hòa thuận. Ở trong nhà anh em hay cãi lộn, tụng chú Đại Bi hết cự lộn quý vị. Nên nhà mà không có im ấm á, cố gắng tụng thời gian thì sẽ được im ấm. Chính là trọn đời cơm áo phong lưu, có nghĩa là trọn đời mình không bao giờ bị thiếu thốn gì cả nếu tụng chú Đại Bi cho được có công đức. Rồi 10 là luôn luôn được mọi người cung kính giúp đỡ. Thường là có những người ví dụ như miền ngoài, chúng ta vô đây học hoặc là chúng ta vô tu, ít có người giúp đỡ. Nhưng tụng chú Đại Bi đi một thời gian, tự nhiên có người đi đến giúp đỡ mình. Và 11 tài sản của cải không bao giờ bị chiếm đoạt, có nghĩa là mình có vậy chứ không ai bị tranh hết trơn á quý vị. Không có tranh chấp, ví dụ mình đất mình đó mình bỏ mấy năm quay lại còn nguyên à, ta không có tranh chấp chiếm đoạt của mình. Và 12 là mọi sở cầu đều được tội nguyện. Câu này hay nè, tụng chú Đại Bi tới mức tam mật tương ưng rồi thì mọi sở cầu sở miệng đều được hết à, quý vị. 13 là luôn luôn được long thiên chư thần hộ vệ. 14 nơi mình sinh ra thường được nghe Phật pháp, có nghĩa là cái này quan trọng nhất. Tụng chú Đại Bi gieo được một căn lành của nhà Phật, sanh ra nơi nào cũng gặp Phật pháp hết. Có những người sanh ra Bắc Cu Lô Châu không có Phật pháp, và có người sanh ra cõi trời phi tưởng cho nên không có Phật pháp. Nên trong tam thiên đại thiên thế giới có những nơi có Phật pháp và có những nơi không có Phật pháp, nhưng mà mình tụng chú Đại Bi thì toàn là hên không à. Sanh ra chỗ nào cũng gặp Bồ Tát, gặp Phật không à. Mà Bồ Tát này, Bồ Tát thường là thượng cảnh chứ không phải gặp Đề Bà Đạt Đa đâu nha, đừng có sợ. Rồi 15 là khi nghe được chánh pháp là hiểu ngay, được ý sâu xa. Thường thường chúng ta nghe chánh pháp chúng ta không hiểu quý vị. Chúng ta sanh ra làm bàn đạp, tại kiếp trước chúng ta xẻn pháp, nên bây giờ nghe Phật pháp chúng ta không hiểu. Tụng chú Đại Bi một thời gian khai tâm mở trí liền nói hiểu. Lúc chưa khi tụng chú Đại Bi á, tâm mình u mê lắm. Khi tụng càng ngày mở tâm mở trí mình ra, càng ngày càng sáng mới nói ra cái hiểu liền. Ta vừa mở miệng ra chưa nói hiểu tâm ta liền, có nghĩa là nhìn thái độ là biết liền. Rồi có những người ta nói ra rồi mới hiểu, và cái này mình sẽ mở được cái giác quan. Là khi người ta chưa mở miệng ra nữa, lợi nhìn vuốt biết sắp mượn tiền rồi đó, phải không? Mình suy nghĩ á, mình nhìn ra là mình biết. Như vậy là mình biết được ý của người ta. Một phần của tha tâm thông, một phần của tha tâm thông là biết ý của người ta. Như vậy á, thì quý vị á, thấy là 15 cái ác tử tránh được, 15 cái thiện pháp sanh ra được rồi. Vì tại sao mình lại là không tụng? Nhưng mà tụng hồi nãy sao? Tụng phải thân tâm thường được thanh tịnh và ngồi đoan nghiêm. Mà cái giọng không được tụng nhanh, và tụng phải tụng cái giọng thiền để cho tác động. Chú Đại Bi này không có tụng thầm tâm mà tụng phải ra tiếng, tại vì tác động của âm thanh lên cái căn tai của mình làm chuyển hóa Bồ Đề Tâm, sanh ra phước. Mà không phải mình nghe đâu, còn chư thiên xung quanh nghe và được chư thần hộ vệ gia hộ. Như vậy thì chú Đại Bi này có 84 câu do hóa thân của Đức Quán Thâm Bồ Tát. Mà quý vị biết Quán Thâm Bồ Tát không? Là một vị cổ Phật quý vị, có 12 lời thệ nguyện, và có một cái lời thệ nguyện phải nói là nhất ở trong tam thiên đại thiên thế giới, đó là chúng sanh còn đau khổ thì bà quyết không làm Phật. Mà chúng sanh ở đây còn đau khổ quá chừng luôn, nhất là đau khổ không tiền không gạo, nhất là đau khổ bị lừa tình lừa bạn đủ thứ hết. Quý vị coi xung quanh mình á, rồi đau của sanh lão bệnh tử, phải không? Của quán tán hội khổ ái biệt ly vân vân ngủ ấm, chúng sanh làm sao mà không đau khổ được? Tại vì chúng ta còn sanh ra đời thì chúng ta còn khổ. Mà chúng ta còn khổ thì bà quyết không làm Phật, quyết cứu độ chúng sanh. Vì cái nguyện của bà là lớn lao vô cùng mà chúng ta không nhìn thấy được. Vậy thì bà đã có 12 lời thệ nguyện, có 84 điều ở trong chú Đại Bi này để
tội nguyện và 15 điều chánh ác tử và 15 điều sanh thiện pháp. Như vậy thì qua những lời thệ nguyện và qua những điều phát sanh công đức ra đây, bây giờ mình chiếu trong cuộc đời ai đã làm được điều này. Thì có chú này ở dưới Sóc Trăng, chú bị bệnh ung thư cái hông bên đây nè, là cái ruột mình á, nó lồi lên trên này nè, cục lớn đây nè. Cái chú bệ 80+ tuổi rồi, thì con mới chở lên bệnh viện trên Sài Gòn. Chở đến bệnh viện Sài Gòn thì bác sĩ nói là bây giờ mổ cũng chết, mà không mổ cũng chết nè, tiêu rồi, ung thư giai đoạn 3 tiêu rồi. Mà chú này đặc biệt có đi đạo tràng, mà đi đạo tràng niệm Phật mà lại thích tụng chú Quan Âm. Tại vì chú lý luận là Quan Âm Thế Chí Di Đà là Tây Phương Tam Thánh, vậy niệm vị nào cũng được không sao, nên thích tụng chú Quan Âm là tụng chú Đại Bi. Như vậy thì chú đi 8 giờ sáng ngày hôm sau mổ. Mà bác sĩ nói với cái anh con trai á, nói là ba của anh á, mổ cũng chết, không mổ cũng chết nè. Nhưng mà anh trai nói là thôi mổ cho ba đi, chứ giờ không mổ con cái đem về. Nhưng mà mổ nhầm khi hên thì sao? Cái 8 giờ sáng đưa lên bàn mổ, bác sĩ mới là coi lại cái số hiệu của tim mạch, rồi số của máu đông, độ máu đông rồi. Trước khi mổ á, bác sĩ cái chuyển xuống. Ông chuyển xuống là bộ tao tiêu sao tụi bay, mà bác sĩ đến bằng mổ mà đưa tao xuống chắc tao chết quá. Thôi bây giờ còn mấy công đất gì chia cho nào, ở nhà gì chia nào, làm với chút sẵn hết. Chia hồi xuống cái là bây giờ phải lên hỏi bác sĩ coi như thế nào. Chứ không hỏi bác sĩ tao về tao cũng không an tâm. Thì đứa con trai lên hỏi bác sĩ mà trưởng khoa đó. Bác sĩ đưa cái hình chụp X quang là đưa qua y lại, thấy nguyên cái cục đó. Bác sĩ nói là ba ông bị bệnh này là, và thử máu có mà anti cancer, có nghĩa là chống, nó là đang bị ung thư á. Như vậy á, thì phải mổ để phẫu thuật lấy cái này ra. Nhưng mà sao mà nó lạ một điều, sao bữa nay tôi lên tôi tìm cái mục của ông già, tìm không thấy, bên trái không thấy, bên phải không thấy, tìm đâu cũng không thấy hết. Như vậy á, thì đo huyết áp và khỏe mạnh bình thường cho xuất viện. Đêm đó trước khi 8 giờ sáng lên mổ đó, đêm nay trì tụng. Trì quyết liệt, riêng là tụng trì mà tụng quyết liệt, tụng kiểu chối chết mà. Tụng quyết liệt nhiếp tâm vô tụng cầu Đức Quan Tham. Tới sáng một lặng nào không hay. Bác sĩ lên bằng mổ không có gì hết trơn để mổ. Thấy sự linh đứng Quan Thế Âm chưa? Đó là có thật, nhưng mà tại vì chúng ta chưa đủ cái tâm để cảm với nhau, cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Chứ chúng ta kêu bình thường mà cái tâm của chúng ta không khế hợp vào, không có chuyển hóa được nghiệp duyên. Nó phải có tự lực và cái tha lực ở bên ngoài. Chứ tha lực không thì chưa đủ, mà mình phải có tự lực nữa quý vị. Ví dụ như là một cái tên lửa muốn bay lên thì phải có tự lực nó đạp lên, rồi nó bay lên. Lên được thì trên này cho thêm chút gió lên, nên nó bay lên cao. Như vậy thì có cái để mà tự lực của mình, rồi tha lực mới chuyển hóa. Như vậy thì mình niệm Phật cũng vậy, cầu Đức Phật A Di Đà để tiếp dẫn chúng ta. Nếu Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn được mà không cần tự lực ta, thì tiếp dẫn hết thế gian này rồi, không còn ai mà phải khổ sầu đau khổ trong nhiều cái ngút mắt ở trong cuộc đời này lắm. Nhưng mà không có được, mình phải tự lực. Từ tự lực nó mới có cái tha lực, mới cảm ứng đạo giao được. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì. Vậy thì có cảm ứng, mà tâm Phật là tâm thanh tịnh, vì ta cũng phải tâm thanh tịnh mới khế hợp với nhau, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thì lúc đó mới có tác động quý vị. Và nhà chúng tôi có quen anh Dũng này, anh làm bên bảo hiểm của AIA, là bảo hiểm của Mỹ ở tại Việt Nam. Thì ảnh lúc đó là ảnh đi vượt biển trên một con tàu khoảng chừng 400+ người, và đi gặp tàu cúp biển Thái Lan. Cái tàu mình á cao á, ảnh là cao có 1 gang nè, bọn tàu Thái Lan á nó cao lên cái 10 gang nhé. Mình đứng lùng xuống dưới nó có 1/10 thôi, và nó chìm xuống, nó dùng súng uy hiếp bắt hết những cô gái đẹp bắt qua tàu nó. Còn ở đây người già trẻ em và bà già ông già thì để đó, đầu nó ve tàu nó ra xa cỡ chừng 100m, nó chạy là nó gướng lên tàu, tại con mũi tàu nó sắc nhọn nè, nó gướng lên nó đẹp bẹp cái tàu mình xuống luôn. Thì ở dưới mới lấy cây lấy đồ ra đỡ, vì nó gướng lần thứ nhất nghe rắc, nó bể cái thanh tàu á, mà nước chảy vô rịnh, gướng lần thứ hai rắc, nước chảy vô càng nhiều, nó ve ra nó lướng lần thứ ba cỡ như là chìm luôn á. Khi mà nó ve ra nó chạy tới nè, ảnh mới nhớ lại là hồi lúc nhỏ đó là bà ngoại có dẫn đi chùa và chỉ cho ảnh câu á, bà ngoại dặn á,
bà ngoại giờ chết rồi, bà ngoại dặn là con đó, lúc nào mà có bị cái gì mà xui xẻo, con bị cái gì tai nạn á, con nhớ niệm Quan Thâm Bồ Tát, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thâm Bồ Tát. Cảnh lúc đó anh chực nhớ lại là hồi nhỏ 5-6 tuổi bà ngoại dẫn đi, anh quỳ xuống quý vị, anh niệm hết ga luôn, hết tiếng luôn, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thâm Bồ Tát, anh như la làng vậy, niệm mà niệm như la làng, nghĩa là niệm hết sức bằng tâm lực của mình mà tha thiết kêu bà đến cứu. Và niệm một câu Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thâm Bồ Tát thì 400+ người quỳ xuống theo ảnh, quỳ xuống ảnh niệm đồng thanh giữa cái biển chiều lúc 6 giờ trời sắp lặn. Ôi quý vị, đầu nó chạy đi mà nó chạy tăng tốc, nó chạy tăng lên như vậy là không biết như là ai gượt không bằng quý vị. Và lúc đó bão giông nổi lên quý vị, bão giông nổi lên hì, thì tàu á là đang vô nước rầm, sẽ người sẽ chết nếu mà chịu không lâu nữa nước vô, người thì lấy áo lấy quần nhét lại mấy cái lỗ hổng đó quý vị. Và gió này gió nổi lên, và trong cái lằn điện chớp vào buổi chiều biển vào ban đêm đó, thấy nguyên con hình tượng Quan Bồ Tát sáng ở trên mũi của chiếc tàu á đang chớp lé lên, thấy nguyên cái tượng cao có chừng mấy chục mét, cao mà bằng mây với mưa á, gom lại trên mũi tàu giống hệt cơn lốc sấy, nhưng mà sấy lại đúng cái hình tượng Quan đứng trên mũi tàu đó. Và gió đây thổi vô tấp vô đảo quý vị, và tấp vô đảo người ta là đảo đó là đảo của Philippines, và Philippines đưa về Việt Nam, ảnh sống được và nguyên tàu sống hết, không chết người nào hết. Như vậy là ảnh bây giờ mới mang ơn, ảnh làm ở IA đó, và ảnh làm ảnh xích trích ra cái phần tiền để mà ảnh đi làm từ thiện cho bá tánh. Ảnh không tu, ảnh không quy y Tam Bảo gì hết, nhưng mà ảnh đi làm từ thiện rất là nhiều quý vị, lương tháng nhiêu đó chích ra hơn phân nửa đi làm từ thiện. Cái quý thầy mới hỏi là tại sao anh đây phát tâm lớn gì làm từ thiện lương vậy mà không để nuôi gia đình. Ảnh là mạng này là do Đức Quán Thâm Bồ Tát cứu, và anh nghĩ rằng đọc qua các cái sách thì nói Quan Thâm Bồ Tát là cái bổ nguyện độ sanh, nghĩa là bà mục đích là đi độ cứu khổ chúng sanh. Như vậy thì cái hạnh nguyện bà đi cứu khổ chúng sanh, như vậy thì ngày hôm nay muốn đền ơn bà, biết bà đâu đền là đem cái bánh lên cúng Quan Âm. Bây giờ hạnh nguyện của bà độ sanh, bà cứu 1.000 người thôi, bây giờ cứu tiếp bà 5 người, bà còn cứu 995 người vậy đỡ tay một chút, phải không, nhẹ cho bà một chút, có nghĩa là để trả ơn chứ nữa. Bà cứu khổ hết thế gian mà bây giờ mình cứu người, có nghĩa là nhẹ tay cho Đức Quan Thâm Bồ Người, Đức Quan Thâm Bồ Tát biến hóa ra thành là thiên thủ thiên nhãn, 1.000 mắt ngàn tay thì cứu làm sao hết nổi tam thiên đại thiên thế giới. Vì mình nhớ ơn bà, mình cứu tiếp người, tiếp người, tiếp người. Như vậy cứu 2 người là bà nhẹ hết 2 tay, cứu 3 người bà nhẹ hết 3 tay. Ngày, chú nghĩ một cái cách như vậy, mà nghĩ thì thấy cũng có lý quý vị, nghĩ thấy có lý, chứ biết trả ơn sao giờ. Nên đi cứu độ chúng sanh để mà đền ơn lại Đức Quán Thâm Bồ Tát quý vị. Như vậy là hay không? Và có cô này ở dưới U Minh đó quý vị, cổ mới có 12 tuổi thôi, và đêm đó cổ rất là thích Quan Thâm Bồ Tát, cứ lại Quan Thâm Bồ Tát hoài. Thì cổ đi học về, cổ đi học về đêm đó, chiều đó sao cổ ăn vô cổ mửa ra hết, ăn vô mửa ra hết, ăn vô mửa ra mấy ngày trong một tuần vậy đó, ăn cái gì vô cũng mửa ra hết. Và cái đêm đó cổ kiệt sức, cổ nhìn nằm bao thấy Đức Quán Thâm Bồ Tát đi lại đưa cho cô 5 cái viên thuốc xanh đỏ tím vàng gì không biết, rồi uống vô uống trong giấc mơ nha. Nhưng mà tỉnh dậy sáng thức dậy rồi thì không có đói bụng nữa. Như vậy thì năm đó năm 12 tuổi, năm nay là cô này 22, 23, 4 tuổi gì đó, chặng đó là cũng khoảng chục năm đấy lên rồi đó, không ăn một miếng gì cả, chỉ một ngày nước lạnh này nè quý vị, uống chấp chấp cho nó thấm giọng thôi, nhiều thôi, lâu lâu uống nhiều thôi. Bây giờ mười mấy năm rồi vẫn mập mạp bình thường, không ăn bất kỳ cái gì. Và đặc biệt người anh thì làm bác sĩ, và anh mới rước một cái đoàn ở bên Pháp coi hiện tượng y học này là hiện tượng gì. Anh rước một đoàn bên Pháp về khám thì cô không bệnh gì cả, khỏe mạnh. Bây giờ cô cắt cái am thờ Quan Âm và tu hành quý vị. Thấy trong dân gian có nhiều, mà cô này bây giờ đang tu ở tại gia thôi, nhưng mà cũng không thấy linh ứng gì bản thân, cổ cũng không có triệt ngộ gì, cũng bình thường, cũng nghiên cứu kinh sách. Nhưng mà đặc biệt về cái thân là không ăn gì mười mấy năm rồi mà vẫn khỏe mạnh, không ăn bất kỳ một cái gì cả. Có nhiều người không tin đó, đi lại tới nhà luôn và theo dõi luôn, và
kết luận rằng không có ăn. Cái người mà quen với thầy đi theo là cả tháng trời luôn, đi theo không phải đi theo ái mộ cô đâu, mà đi theo điều tra thử cái ban đêm có lận lận cái gì đã ăn không, nhưng mà thực tế không ăn gì cả quý vị Phật tử, mà lại là được như vậy. Thì đây là cũng là một sự linh ứng của Quan Thế Âm Bồ Tát. Mình không nói cái này là hiện tượng dân gian thôi nha, chứ mình không nói đây là Phật đạo, nhưng mà đây cũng là một sự linh ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Nên có những người mà chúng ta tu hành bị thối thất bồ đề tâm, bị khảo đạo đó, nên lên cầu Quan Âm. Và có những người người ta không có con cái, hoặc là cái sở cầu sở nguyện như thế nào, nên cầu Quan Âm và tụng chú Đại Bi. Và có những người tụng có hiệu lực, và có những người tụng chưa đạt hiệu lực, mình tiếp tục mình tụng đi. Tại vì tâm của mình chưa khế hợp, chưa được chuyển hóa nghiệp duyên. Bây giờ ví dụ nè, đơn giản thôi, ví dụ như cái nghiệp ác ở trong quá khứ mình á, là 1000 kg, nó đè nặng lên thân của mình. Mà bây giờ á, mình tụng cái lực chỉ có được có 500-600 kg, làm sao đánh bật được cái nghiệp này ra, phải không quý vị? Nên chúng ta nỗ lực, và chúng ta tụng riết thì nó đánh bực cái này ra, giống hệt như là một cái đòn bẩy mà bẩy đi một cái cục đá khỏi cái thân và tâm của chúng ta, thì tự nhiên nó nghiệp nó chuyển qua một cái nghiệp khác, nó nhẹ hơn. Từ nghiệp nặng mà tụng chú Đại Bi chuyển qua nghiệp nhẹ, mà từ nghiệp nhẹ chuyển qua cái nghiệp nhẹ hơn. Nhưng nếu người nào tụng chú Đại Bi để cầu hết bệnh, để cầu cái gì, là người này tụng chú Đại Bi với cái tâm ích kỷ thì sẽ được cái phước báo của hữu lậu, có nghĩa là sanh ra cõi nhân thiên để hưởng. Còn người tụng chú Đại Bi để nhiếp tâm phát tâm vô thượng bồ đề, có nghĩa là tụng chú Đại Bi để ra khỏi sanh tử luân hồi, thì người này có phước báo và công đức vô lượng vô biên khi tụng chú Đại Bi. Hai này hoàn toàn khác nhau nha quý vị. Nên đa phần chúng ta tụng chú Đại Bi với cái tâm hẹp hòi ích kỷ, muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ, có nghĩa là đem cái tâm phàm để tụng cái bài kinh thánh, có nghĩa là lấy tâm phàm, lấy dạ tiểu nhân để so lòng quân tử, thì không được bao nhiêu đâu quý vị. Phước cũng có, nhưng công đức thì nó mỏng lắm, công đức mỏng xíu lắm. Phước là cái gì làm lợi ích cho người khác, còn công đức là chuyển hóa bồ đề tâm, chuyển từ tâm phàm sang tâm thánh. Như vậy thì nếu tụng chú Đại Bi mà phát tâm vô lượng bồ đề thì tất cả các việc đều thành tựu quý vị. Tại vì chúng ta không phát tâm vô lượng bồ đề nên phước đem lại rất là nhỏ. Tụng một biến chú thì được cái phước nhiêu đây, đúng không? Mà cái tâm của chúng ta nhiêu đây thì chúng ta nhân cho cái phước nhiêu đây thì nó ra được lớn hơn này một chút. Nhưng mà ví dụ như chúng ta tụng một biến chú là phước nhiêu đây, chúng ta nhân với cái tâm mình mặt bàn mà, thì nó lớn hơn phải không? Đúng không? Như vậy cái tâm lượng càng lớn, có nghĩa là tâm bồ đề, hoặc là cái tâm đại bi này, hồi nãy chúng ta nói tâm bi đó, cái tâm vô lượng chừng nào thì cái phước báo vô lượng chừng nấy, do cái tâm của chúng ta khai ra, mở ra bằng tâm tha thứ, khoan dung, độ lượng của từ bi, của hỷ xả bung ra khắp tam thiên, thì lúc đó gọi là tâm vô thượng bồ đề. Cái tâm nhỏ tức là tâm sống vì mình, còn tâm lớn tức là tâm sống vì người, nên ta gọi là Bồ Tát, Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Còn cái tâm nhỏ xíu là cái gì cũng vì mình hết, lắc nhắc gì cũng vì mình hết nè. Mình á, là lên tụng kinh cũng cầu cho mình, không biết cầu cho ai hết. Mà thực tâm chúng ta cũng muốn quyền lợi gì cho mình, làm bất kỳ điều gì, đó là tâm ích kỷ đó. Nên không khế hợp với thần chú này, phát huy không hoàn toàn được cái lực của trong thần chú này. Nên chúng ta cầu thì được, nhưng mà cầu với cái tâm bồ đề thì được với cái tâm giải thoát giác ngộ, và được với phước báo hữu lậu vô lậu luôn. Còn nếu chúng ta cầu với cái tâm nhỏ hẹp ích kỷ để cầu được cái này cái kia, thì đem lại cũng ít xíu à, nhưng mà vẫn được. Nhưng vậy thì quý vị Phật tử, đây sắp lên chúng ta tụng chú Đại Bi chúng ta không cầu hết bệnh, chúng ta tụng chú Đại Bi chúng ta không cầu có tiền, chúng ta tụng chú Đại Bi chúng ta không cầu qua tai nạn gì cả, mà chúng ta tụng chú Đại Bi hồi hướng Tây Phương Cực Lạc, phát tâm vô thượng bồ đề, thì tai nạn tự nhiên ác tiêu diệt, tiền tự nhiên tới. Đi chùa không làm gì hết trơn, đi chùa được nhiêu cúng chùa phước hòa xong về nhà con cho tiếp, cúng xong về nhà con cho tiếp, cúng xong về nhà con cho gấp 2, gấp 3. Quý vị tụng đi, quý vị phát tâm bồ đề đi, không cầu gì cả, nhưng mà về con cái nó làm ăn được, nó cho. Tại vì chúng ta quá giải được, chúng ta hồi hướng. Mình tụng mình hồi hướng cho con cái, được phước 10 mình hồi hướng thì được nhiêu. Kinh Địa Tạng nói được tỷ lệ 1:6 không? 7 phần. Mình được 6 phần, con cái được 1 phần. Như vậy thì mình tụng càng nhiều lên thì nó được càng nhiều phải không? Như vậy thì tụng
tính đó là mình tụng cho người ta nhưng cuối cùng tụng cho mình đó. Tụng cho người ta vì người ta, mình tụng mình cầu tùm lum hết ra ngoài, có nghĩa là hồi hướng phải không? Mà hồi hướng đây là những cái quả vị của Bồ Tát. Trên trong kinh Hoa Nghiêm á, là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa diệu giác đẳng giác phải không? Như vậy đang nằm ở chỗ hồi hướng nè, chúng ta hồi hướng khắp cả chúng sanh đi, và cuối cùng chính mình đắc đạo trước quý vị, chứ không phải chúng sanh. Tại mình được 6 phần, chúng sanh có 1 mà, phải không? Mà chúng sanh 1 mà đi chia ra đều hết mấy tỷ người, người có xíu à, mà chúng ta có 6 thì chúng ta to, phải không? Như vậy thì cầu cho người ta mà mình được à, còn cầu cho mình không được gì hết. Cầu cho mình cái tâm ảnh gom để chút xíu lấy gì được cái gì. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy cái sự linh ứng Quan Thế Bồ Tát qua thời gian ngắn không kể hết được. Chúng tôi có nhiều chuyện kể từ sáng đến chiều chưa hết sự linh ứng của Quan Âm nữa, lần sau kể tiếp quý vị. Mà chuyện đó là chuyện mắt thấy tai nghe ở ngoài đời không đó, chứ không phải là cái chuyện ví dụ như chuyện trong sách trong kinh nói nè, thì mình nói lâu rồi ở này Trung Quốc mình không kiểm chứng được, bây giờ hiện tại mắt thấy tai nghe nè, vì sao không tin? Nên tụng chú đại bi mà phát tâm vô thượng bồ đề thì cái này mới chính là cái yếu chỉ của kinh Đại Bi Đà Ra Ni. Có long thần hộ pháp gia hộ thì phải phát tâm bồ đề mạnh chừng nào, long thiên hộ pháp gia hộ chừng nấy, thì tất cả nghiệp duyên mình chuyển qua cái rầm một cái là kể như là hết liền quý vị. Còn chúng ta cậu này cậu nọ chuyển qua không nổi đâu, nhỏ lắm, tâm lượng hẹp hòi ích kỷ nhỏ lắm. Nên tới đây là kết thúc.